Xin chào mọi người, lại là mình. Đêm đây ngày hôm nay mình và bạn Đông sẽ có một chuyến đi Đà Lạt, xuất phát từ sân bay thành phố Vinh. Đấy. Đấy, phải 2 năm rồi bọn mình mới quay lại Đà Lạt, và hôm nay bọn mình có một thành viên mới nữa là em Ha Ha. Mình đợt này có 5 người, 1, 2, 3, 4, 5. Tròn. Wow. Wow. Bọn mình nắng quá. Bọn mình đã đến Đà Lạt và bây giờ đây quay cho mọi người xem không gian homestay của bọn mình. Đây. Nói chung là đã xem ảnh trước rồi nhưng mà vẫn thấy là cảm giác như kiểu đẹp hơn trong ảnh. Một lát nữa mình sẽ quay kỹ cho mọi người xem. Chà chà. Ui giời ơi, nắng quá nắng quá. Chầm. Chầm là chầm chứ không phải là chầm. Ai ba. Giới thiệu với đầu quảo. Chấm hồi, chấm hồi. Mua. Để gì đó? Để xong gì để mua đóng ơi. Wow. Chị đưa tập thể dục buổi sáng à? Dạ ơi, đã đi tập cho gái rồi chú gái. Quá đẹp. Rồi. Ok. Và đây là phòng chính thức của bọn mình. Wow. Quá rộng luôn. Đây. Sơ tắm và dầu gội organic nha. À, ở đây con có cái này ngợ. Ôi, mắt sơ mặt, mắt sơ đầu, mắt sơ cổ các thứ luôn. Mọi người sẽ nghĩ một món ông đâu. Mình đếm 1, 2, 3 lần cả nhóm cũng nói thêm rồi món mọi người thích ăn. Thế có trung thử với nhau nha. Ok, đếm đi. 1, 2, 3. Bánh canh. Súp lướt. Anh chị cũng có bánh canh đúng không? Bánh canh. Yay. Xin mọi người chuột bánh canh. Mọi người chuột bánh canh nhé. Rồi chúng ta sẽ chạy lên cái đến chuyện đến con bánh canh. Ok. 1, 2, 3. Wow. Toàn thể ngó hình. Buổi chiều hôm nay trời mưa nên là bọn mình sẽ đi taxi. Ấm ú quái. Let's go. Và bọn mình sẽ đi cà phê túi mưa to. Yeah. Dạ, và bọn mình đã đến túi mơ to ở phía trước nhưng mà phải đi bộ vì cái dốc này quá dốc nên là taxi phải thả xuống đây và mình sẽ quay cho mọi người xem nhá. Màu đẹp á, ánh sáng đẹp cực. Vẫn là cái cửa này. Mọi thứ đều thay đổi chỉ có cái cửa này thôi mà vẫn thấy. Yeah.
mỗi lần đến túi mưa to lại thấy túi mưa to càng ngày càng to hơn. Túi mưa to càng to, đúng là túi mưa to. Túi mưa to càng mơ càng to. Wow, mặc dù trời hôm nay mưa nhưng mà ánh sáng quay lên vẫn rất là đẹp. Đáng lẽ là năm này bọn mình sẽ không đi Đà Lạt nữa. Bọn mình sẽ đi nước ngoài. Nhưng vì có em Ha Ha cho nên thôi, bọn mình sẽ trở lại Đà Lạt để gọi là đưa Ha Ha đi chơi. Đưa Ha Ha đi chơi. Em Ha Ha ở đây. Đấy. Ha Ha chắc chắn sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc, niềm vui khi mà được đi du lịch. Tiếp đi. Và bây giờ bọn mình sẽ di chuyển đến quán ốc nhồi thịt, nơi mà bọn mình năm nào đến Đà Lạt cũng ăn. Mọi người đang tranh thủ chụp một bức ảnh. Wow, món ốc nhồi thịt. Ta da. Và đây là món ăn thứ hai của bọn mình ở Đà Lạt. Ốc nhồi thịt. Ốc nhồi thịt. Cho đôi ăn thử ốc nhồi thịt. Hai anh chị chưa bao giờ ăn ốc nhồi thịt cả. Một cái món mà bọn mình mỗi lần đến đây đều ăn. Em ơi cho anh xin dạ. Vì nó mình đầu khi vô gặp. Mình thích nghe chuyện tiếp tục. Tiếp theo bọn mình sẽ đến chợ Đà Lạt để food tour một vòng. Ta da. Và bây giờ bọn mình đang có mặt ở chợ Đà Lạt. Để rồi vẫn rất là mưa rất là thấp. Đi dạo cho nó tiêu đồ ăn đi xong rồi bọn mình ăn tiếp. Nói chung là đêm nay sẽ là một đêm tour nạp năng lượng để ngày mai bọn mình sẽ lại dậy để đi chơi tiếp. Yeah. Cho mọi người xem chưa đây là. Cho mọi người xem. Bọn mình đang vào cái tiệm bán mấy cái quà để mang về. Mới ngày đầu tiên thôi đầm mà đã mua quà rồi. Năm nay cái ly sữa này đã to hơn. Được. Wow. Bỏng mồm á nha. Hello. Hôm nay là ngày mà và mình là em được ăn rất nhiều món ở Đà Lạt. Ăn mà nó buồn luôn. Ăn mà đến cả bá đông con không ai được có quân luôn. Yeah. Không biết Ha Ha có cảm nhận được những cái món sườn đầu này. Ờ quên, sườn đầu sánh này. Đây là ốc ngươi thịt tưởng thứ 15 mình là em vừa ăn. Anh đừng.
gái nhé. Hai vợ. Và đây là ngày thứ hai của bọn mình ở Đà Lạt. Hôm nay buổi sáng nắng quá đi. Thôi bây giờ mình phải kéo cái rèm này xuống. Nắng xong lên clip thấy ra đẹp, thật là đẹp. Công sức dậy từ 6 rưỡi sáng để make up các kiểu. Ta-da! Một cây trắng luôn. Quá cho mặt vời. Wow! Chúng mình sẽ là đẹp. Bây giờ sẽ ra ngoài vườn tranh thủ chụp ảnh một chút trong lúc chờ taxi và anh chị xong. Đấy. Ok, đi thôi. Ở đây gần một cái vườn xinh lắm mọi người ơi. Đây. Để mình quay ba cái nhịp cho chồng mình mà. Bây giờ bọn mình sẽ đi ăn mì Quảng, sau đấy sẽ đi Chica Farm. Hôm nay buổi sáng thức dậy thì thấy mọi người mặc đồ rất là đồng đều với nhau, đều là màu trắng các kiểu. Chụp một đống ảnh ở homestay. Nói chung là homestay 10 điểm chỉ có mỗi cái là phòng mình không có gương nên là không có gương ở ngoài thôi. Không có gương ở ngoài. Nên là thấy hơi bất tiện trong cái việc make up hay đồ các kiểu. Còn lại là mọi thứ đều 10 điểm. Các người vô ống là một ống bảo đài ấy. Bọn mình sẽ đi ăn một quán Mì Quảng gánh Hội An. Một cái hẻm nhỏ ở đây. Happy birthday to you. Bất ngờ happy birthday to you. Đem bọn mình vào cái quán nào mình gọi Hội An đấy, đóng cửa rồi. Bây giờ mình thấy có một cái biển chỉ dẫn vào một cái quán là mì Quảng bún riêu khác ở trong cái đường này, nên là bọn mình đi luôn. Ở dọc này cũng có rất nhiều đồ ăn. Cái đường này cũng đẹp đấy nhở. Thời tiết hôm nay rất đẹp luôn các bạn. Nói chung là từ buổi sáng cho đến 3 giờ chiều thì là mọi người bảo là trời rất là đẹp. Đây lại một con hẻm khác. Không biết là mở cửa không? Đây là không biết vào cái con hẻm này đó. Hết rồi à? Vậy là đã hết đồ ăn rồi mọi người ơi. Thôi ra ngoài này ăn bánh mì xíu mại cũng được.
Đây là món ăn sáng của bọn mình. Đấy, có sữa đậu nành đá nữa. Và bọn mình đã đến Chica Farm. Xin chào mọi người, đây là lốp xẹp đây. Vừa đến là đã ngửi thấy một cái mùi gì đó rất là trang trại rồi. Wow. Lần đầu tiên bọn mình đến Chica Farm luôn. Mặc dù Chica Farm cũng mở lâu rồi nhưng mà kiểu bọn mình cũng không có nhu cầu tham quan thăm thú động vật lắm ấy. Hay còn mấy con dế luôn luôn cụ thể thôi. Yeah. Hello các bạn. Xin chào. Thật ra ở đây hơi một xíu mọi người ạ. Mọi người ạ. Eo ơi, răng ơi, răng, cái răng sầu nữa. Đi bầu á. Đi móm. Và bọn mình đang ăn trưa tại quán Nhật Ly. Mọi người chỉ cần bảo với taxi là muốn đến quán Nhật Ly thôi là người ta sẽ chở mọi người đi. Hôm nay là một bữa kiểu cơm nhà. Và đây là buổi chiều của bọn mình. Bọn mình sẽ đi ăn bánh tráng nướng, sau đấy đi cà phê, sau đấy đi ăn đồ nướng. Ờ, đồ nướng quán mua gì? Chiếu sổng leo. Thật là em tưởng tiêm nướng thương thương. Không, đồ nướng ở đây hả? Ừ. À, đấy, xong vẫn đúng như hôm qua, 3 giờ bắt đầu trời mưa. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi thôi. Let's go. Mọi bên này có mặt nà đắp đi. Tối đây xin sáng tới. Em đình nữa đi mà em nhìn đi. Đi chơi nó khi mua thời gian cổ, thời gian tận hưởng rồi đấy thôi. Bây giờ bọn mình sẽ đi ăn bánh tráng đi. Đi ăn bánh tráng nướng được à? Ừ, em okay. Đợi đấy. Anh đợi không? Tạm tạm. Làm YouTube giống như để sau thì mình xem. Còn lém về ấy đăng lên thì trước khi ăn bánh tráng thì sẽ có sới hết đồng ni và đồng ni đúng không? Anh Đức múc bắn ăn hết luôn nhá. Bọn mình ăn hết luôn. Quán này đóng cửa một tuần rồi mà bây giờ nó vừa mở lại thì bọn mình đến. Quá em muốn xem anh múc bắn một thùng thì bọn mình. Mà. Không. Em múc bắn. Cười nhá. Anh chứ? Anh nhắn lùng một mặt thì đi góc một. Nhưng em không cần cười. Không tin. Em cười đi rồi. Cái giống Vinh Thắng á. Mà anh muốn cười. Cái khúc á, chỉ có nhiều cái khúc Vinh Thắng này đã lắm. Có chín cơm tay, có đứa con gầu đứa ra ra đi, cho xem cơm tay con gầu. Tê. Lành chứ, lành. Tê. Lành. Không lành. Mắt nữa chưa? Wow. Thôi, ở nhà có ai đây? Không vậy á. Không được. Mình phải ăn được khá kiểu luôn. Sáng cái thứ hai đó là phô mai. Phải YouTube đó là quay hả? Đó. Cho nên và bây giờ bọn mình sẽ đi dạo để kiếm chỗ ăn, chỗ cà phê ngồi loanh quanh ở đây. Đấy. Và trời vẫn đang mưa bay bay nhẹ nhẹ.
Đây là món ăn thứ ba trong buổi chiều của bọn mình. Dâu lắc và xoài lắc. Sau khi mua cái món thứ ba này thì mọi người đã quyết định định uống cái gì đấy. Nói chung là nhóm này ăn rất là nhiều, có rất nhiều thời gian để ăn. Trong khi chúng tôi đang ở đây, người đàn ông ấy anh ấy cứ chuyển tay nó kêu bố hay nó chuyển gì á. Tao đến, tao đến. Thì là cả em sẽ tìm mình. Nhưng thực tế thì không phải. Bọn mình đã đến tiệm nướng Chiêu xóm Lèo. Đây. Đấy. Bây giờ sẽ đi vào nha. Cố tình đến sớm để ngồi chơi ngắm cảnh một chút rồi ăn sau, chứ bây giờ vẫn còn no. Có phải bây giờ tiếp đó? Buồn chết anh. Hơn bốn cái tay. Hộp đựng tiên thật má. Đẳng cấp này, sức cứu đỉnh này. Ê, biển này hơn bốn cái con nữa hả? Mấy cái con này là mấy cái điều. Người yêu rồi, cùng một doanh nghiệp rồi, lừa rồi. Tôi cầm được không? Phải cầm. Phải cầm được kìa. Cầm đi kìa. Tia chế kìa, chế kìa. Ơ, vẫn còn lồ à, rách rồi. Phải nha. Mình lại cho chuyện về đây hả? Bánh. Thôi con gấu mình chí ạ. Và bọn mình đang đi xe điện để sang bên chợ Đà Lạt. Bây giờ đi xe tuk tuk của xe lao. Thứ hai của bọn mình tại Đà Lạt. Bọn mình lại dậy sớm để ra vườn chụp ảnh như hôm qua. Hôm nay thì mình mặc một bộ đồ khác. Nói chung là cứ chụp tùm lum hết cả lên. Xong mà thấy tấm nào đẹp thì lấy. Eo ơi, nắng quay lên hình á, xinh 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 xỉu. Eo ơi, da đẹp quá.
ra đây là món ăn sáng của bọn mình trong buổi sáng hôm nay, đó là bánh can bánh ướt lòng gà, bánh ướt lòng mì. Nói thật là bữa sáng hôm nay siêu dở. Bình thường bọn mình ăn quán bánh ướt lòng gà đường Tăng Bạch Thổ, cái quán biển hiệu màu xanh xanh to to tên là bánh ướt lòng gà Trang thì phải. Quán này thì gần quán đấy luôn, nhưng mà chú taxi dừng đây, bọn mình nghĩ là kiểu cũng giống nhau ấy nên là bọn mình cũng vào ăn thử. Xong ai ngờ là siêu siêu dở. Không biết mọi người ăn quán này rồi cảm nhận như thế nào chứ mình là cho một điểm. Và bây giờ bọn mình đi đến quán cà phê Dốc Thị. Nói chung là siêu siêu dốc luôn. Bọn mình đã đến quán cà phê Dốc Thị. Nói chung là phải đi lên dốc rất là mệt. Đúng là Dốc Thị. Wow, sao đấy? Wow. Sao quá. Và chồng mình đang chụp ảnh cho mình nè mọi người. Đây rất là rộng luôn. Em ơi trời xanh trong vắt các thứ luôn. Đúng là đẹp. Mọi người có thể là nhà rất là xinh, con bàn đồng thiên rất là nhỏ, kiểu một ông taxi hoặc là một ông chụp ảnh rào màu đỏ. Mà có cái mấy anh photo chụp ảnh rào, con ăn mặc đẹp hơn trong mình. Mình chả hiểu vì sao trong mình đi du lịch của mình mặc kia này để hai đứa không thể chụp ảnh được với nhau. Bây giờ bọn mình đang có mặt tại địa chỉ 116 Hùng Vương để ăn cái món bò tơ dã chiến. Ôi vừa bước vào đây là thấy trời rất là mát luôn, cho vừa kiểu gió cứ hút mát lắm. Cha đan. Và chiều hôm nay bọn mình đã đi phê la ngồi đối diện chợ Đà Lạt ngắm cảnh. Chiều nay thì không hề mưa luôn. Sau khi ngồi ở phê la xong thì bọn mình sẽ đi đến quán mì Nhật đó để ăn mì nấm shiitake. Vào đây nha, lát nữa sẽ ăn xem là có ngon như mọi người review không. Thấy mọi người đến xếp hàng đông lắm. Rồi. Wow. Không biết là có ngon không nhưng mà thấy rất là hấp dẫn nha. Đây là chuyên gia cùng Facebook Insta. Nếu mà không chụp một đăng rồi, yên tâm, chụp thôi, không bị cụ. Chụp cái một đăng. Chụp. Anh đi mua đi gì? Phô mai. Một là phô mai, hai là bút bốc. Bọn mình đang có mặt tại Kem Bơ Thanh Thảo ở đường Nguyễn Văn Trỗi. Và sau cũng nhiều năm rồi mới đến đây đấy. Wow, cái bơ không kém. Ừ. Là bơ thế chứ. Ngươi có kém thì. Lấy mình giúp cái thằng hổ cái trong lớp 4. Vào đi em. Bọn mình đã tìm lại được cái quán bánh cuốn tay xé gió cách đây mấy năm nhỉ? 5 năm. Bọn mình ăn, bọn mình ngồi quanh clip rất nhiều. Bây giờ sẽ lại xem cái hương vị nó có giống như ngày xưa nữa không. Mở lên. Và bọn mình sẽ chuẩn bị đi ăn mì quảng
sau đấy đi nhà thờ chụp ảnh. Và hôm nay bọn mình đã được đến quán Bà Lòn Lê Quảng. Bà Lòn đấy. Nên là Quảng, Bà Lòn. Lần trước đến ấy thì người ta bảo là hết rồi, bây giờ mới có dịp để đến ăn lại cho các anh chị từ trước. Không biết là hôm nay được không? Bye. Tạm biệt hai người bạn này về trước. Ngày mai bọn mình mới về. Bye bye. Và chiều hôm nay là buổi chiều cuối cùng của bọn mình tại Đà Lạt, nên là bọn mình quyết định là thuê xe máy ở homestay luôn để đi dạo phố các kiểu, mặc dù trời có vẻ là bắt đầu hơi mưa nhưng mà thôi, gọi là cảm tử luôn, không sao cả. Đi thôi, let's go. Thử mức độ ăn ở. Mong là sẽ không mưa hơn, nhưng mà mình lấy một vài giọt rồi. Cuối cùng cùng gặp được cháu. Trời ơi, đúng là đừng có thử thách bản thân mình đi các bạn. Trời ơi, quên đây, quên đây. Trời ơi. Không chỉ là có lách lăn để đến được quán ăn không được. À, thương đi. Máy bơi này thay đồ. Rồi mặc với cái cây để có lại đi bùi luôn. Rất là chụp bộ ảnh bố. Quên đây. Mưa phải rồi. 6 cơn mưa trời lại sáng mọi người ạ. 6 cơn mưa. Trời lại lạnh. Đất đến đi như thế vậy. Đây là một quả view cực kỳ đẹp. Vào ngày cuối cùng của bọn mình. À quên. Ngày buổi chiều cuối cùng của bọn mình ở Đà Lạt. Cách đây 2 năm bọn mình đến Đà Lạt ấy, thì cái chỗ này ấy, nó chỉ là một con dốc trống không, xong người ta bày bàn ghế ra, xong rồi ngồi vỉa hè thế này thôi, mà bây giờ nó mở tiệm nướng rồi, xong rồi là cà phê cà pháo các thứ một đống luôn. Tối nay bọn mình sẽ ăn tối ở một cái quán bán mì Nhật và có cốc cao ba. Eo ơi, mọi người ơi, lúc đầu mới vào quán này ấy, kiểu tối om, xong cửa ở dưới tầng 1 nó khóa hết, xong bọn mình còn tưởng là nó đóng cửa hoặc là nó không mở hoặc là kiểu vắng khách quá mà nhìn điều hưu như cái nhà ma, nhưng mà hóa ra là đi lên tầng 2 là khách cũng khá là đông nha. Nói chung là ví dụ mà có 10 cái ghế thì người ta cũng ngồi mất 5 cái ghế rồi thì cũng ok. Quán khá là bé đấy, nên là khi nào mọi người thử đến ăn đây nhá, cũng giá cũng hợp lý, đồ ăn cũng ngon. Bây giờ thì bọn mình về đây. Nghe một xíu rồi về đi ngủ. Em hả hả đi nha, em hả hả nha. Không ơi, bữa sau này có vlog sau này hỏi là
con này mua, mà đang con nó thấy con này mua cả, mà đang nghe ba mẹ lên đấy là đi với con, vô lý. Ta-dan. Bọn mình sẽ về Vinh và kết thúc chuyến đi ở đây, mong là mấy năm sau sẽ quay lại Đà Lạt. Cùng với em Ha. Cùng với em Ha Ha nữa, cho em Ha Ha đi nữa. Hên xui nha. Ngoan thì cho đi, hư thì ở nhà. Và bọn mình chuẩn bị về Vinh đây mọi người ơi. Bye bye. Mong là trong năm nay sẽ có thêm một chuyến đi du lịch nữa để mình lại được làm vlog. Nhưng mà không biết là khi nào thôi. Vlog đi đẹp.